nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa, ở mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà. Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa, ngàn bao tố phong ba, ta vượt qua vẫn qua. Tiếp xúc với những người từng được đặt chân tới Trường Sa, dù nhiệm vụ mỗi người khác nhau, nhưng khi trở về với đất liền, họ vẫn không thể quên những quãng thời gian sống tại đảo. Và mỗi lần có cuộc điện thoại của đồng đội, bạn bè từng sát cánh bên nhau trong những ngày bão táp hay nắng lửa trên đảo, kỷ niệm trong họ lại ùa về. Với tiến sĩ Hoàng Mạnh An, giám đốc bệnh viện 103 và bác sĩ Nguyễn Trọng Hòe, chuyên khoa ngoại tiêu hóa, đều từng có thời gian khá dài công tác tại đảo, thì những lần cứu sống được các bệnh nhân nặng trong điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, thuốc men thiếu thốn đã để lại những kỷ niệm khó quên. Trường hợp một chiến sĩ bị vết thương thấu bụng, tổn thương rất phức tạp, nó quá cái tầm xử trí của thầy thuốc trên đảo. Nhưng mà nếu chuyển bệnh nhân đi thì chắc chắn sẽ tử vong trên đường. Vì thế anh em quyết tâm là triển khai để mổ ngay tại đảo. Và nhờ hệ thống nghiệp vụ qua vùng thì quân y vùng và bệnh viện đã phối hợp để hướng dẫn cho anh em từng thao tác kỹ thuật qua hệ thống liên lạc để anh em xử trí, và sau đó thì chiến sĩ này hồi phục là rất tốt. Hiện là xã ngoài đó, ngoài là nhiệm vụ cứu chữa cho cán bộ chiến sĩ là còn làm thêm nhiệm vụ là cứu chữa cho ngư dân ta đánh cá khai thác ở đó ở khu quanh quần đảo Trường Sa. Chúng tôi ngoài đó cứu rất nhiều bệnh nhân nặng, cứu sống thực sự đấy, cứu sống bệnh nhân. Tôi đã cấp cứu được một trường hợp bệnh nhân bị ngạt nước do mặt sâu nên có viêm cổ, có liên được người, nhưng sau quá trình điều trị thì bệnh nhân đã bình phục và trở lại bình thường. Không chỉ tìm thấy niềm vui trong công tác chuyên môn, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cùng cán bộ chiến sĩ ngoài hải đảo của các bác sĩ quân y dù còn nhiều thiếu thốn, khó khăn nhưng vẫn tràn đầy niềm vui ấm áp từ nghĩa tình đồng đội quân dân. Bệnh viện chúng tôi đã thực hiện nhiệm vụ cho quần đảo Trường Sa từ năm 1992. Lúc đầu chúng tôi chỉ cử những tổ quân y ra để bảo đảm nhiệm vụ, nhưng mà do xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, những năm gần đây thì bệnh viện đã phát triển thành bệnh xá ở ngoài quần đảo Trường Sa, và anh em ngoài cái làm nhiệm vụ là chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho bộ đội thì còn giúp đỡ cả cho nhân dân. Sau giờ công tác hàng ngày chúng tôi cũng tham gia các cái hoạt động thể thao như bóng đá, bóng chuyền, có những quân đội thì người ta tham gia chạy dài, chạy vũ trang để rèn luyện sức khỏe. Ngoài cái lĩnh vực thể thao đấy thì buổi tối đến thì chúng tôi cũng xem các cái chương trình thời sự, TV được xem từ 7 giờ tối đến khi nào hết chương trình bản tin cuối ngày thì tôi cũng xem thường xuyên. Để xem những chương trình bóng đá, bóng cúp đấy thì vì lý do là nơi đảo xa nó không có cái mạng điện lưới, mà chủ yếu là cái mạng do điện máy phát, nó chỉ phát điện từ lúc 6 rưỡi tối cho đến 10 giờ đến 11 giờ tối. Cái đó thì cũng rất nhiều các bóng đá, bóng chuyền, rồi cầu lông, bóng bàn, rồi tổ chức những cái ngày lễ lớn, có thể tổ chức kéo co, rồi đẩy gậy, rồi hát vui văn nghệ, đều có cả. Cái đấy nó làm cho đảo lớn nhưng là có điều kiện để tổ chức nhiều các cái vui chơi giải trí hơn các đảo chìm. Ngoài ra thì bơi, bơi tập bơi rồi thi một thi bơi ở quần đảo. Còn trong các mối quan hệ cũng tham gia vào việc cam kết thi đua và trong các cái hoạt động phong trào cả về bắn súng cái đề án tổng thể huấn luyện tuyên truyền giáo dục sức khỏe về giáo dục giới tính rồi HIV/AIDS vân vân. Khi mình có công việc thì cuộc sống không kẻ nhạt, sợ nhất là khi mình không làm gì cả. Và nếu mình biết cái tổ chức thì cuộc sống thời gian nó trôi nhanh lắm. Vừa đi du khách đã thấy về đất liền rồi và mình rất là nhớ. Và đến bây giờ thì anh em vẫn thỉnh thoảng liên lạc điện thoại với nhau để
số những người hướng nỗi nhớ về Trường Sa có những người chưa từng được đặt chân tới đó. Một trong số này là bà Dương Thị Lan, 55 tuổi, ở Phú Xuyên, Hà Nội. Vì nơi đó có con trai bà, Đại úy Nguyễn Tuấn Đạt, trợ lý hậu cần, đang sống và làm việc. Năm 2007, khi nhận quyết định công tác ra đảo Phan Vinh Nga, anh được tới Trường Sa làm việc cho đến nay. Mừng vì con là người có chí, quyết phấn đấu để trở thành một sĩ quan tốt, nhưng bà canh cánh. Thôi thì cũng chỉ động viên em là con cố gắng để làm tròn cái nhiệm vụ của mình đấy mà đảng và nhà nước giao cho. Mẹ cũng chỉ mong con làm sao mà khỏe mạnh, thế rồi công tác tốt, rồi làm tròn nhiệm vụ của mình. Vẫn là con cứ yên tâm là bố mẹ ở nhà là vẫn khỏe mạnh, thế rồi gia đình nói chung là cũng đầm ấm hạnh phúc. Nỗi nhớ, tình yêu và niềm tin tưởng vững chắc nơi hậu phương chính là động lực mạnh mẽ, giúp các cán bộ chiến sĩ vững tay súng bảo vệ sự bình yên vùng trời, vùng biển Tổ quốc. Trường Sa ơi, trông cánh chim về từ đảo khơi, thương nhớ sao vời người chiến sĩ Trường Sa ơi, không xa đâu Trường Sa ơi. Không xa đâu Trường Sa ơi, vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh, vẫn gần bên anh vì